Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình góp những năm top cần có ký hiệu DFN cứ khoảng 25 đô tất cả các bạn. Top cần này đã list trên sàn Uniswap, Gapco, CoinMarketCap và La Token và MIMC các bạn. Thì để tham gia giám này mình liên mô tả mình tham gia bấm start chatbot các bạn. Rồi bấm vào continue lướt cấp trang các bạn. 71 cộng 75 là 146. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group kênh Zalo nữa các bạn. Chương trình group này nó sẽ phân phối vào ngày 28 tháng 3 năm 2020 nha các bạn. Đây 21. Rồi các bạn join sao các bạn. Chết bà mình đây anh các bạn ơi, nên bỏ vài con nữa các bạn ơi. Rồi các bạn join tiếp kênh Zalo nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lên nè. Twitter thì các bạn follow Twitter nha các bạn. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Bạn like và tự quyết thì bạn viết ra riêng nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp lại. Rồi subscribe kênh YouTube của nó đó các bạn. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào đăng ký nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp lại. Bấm vào submit detail nha các bạn. Tiếp tục các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi anh hỏi bạn có join kênh group kênh trả lời không thì bạn bắt đáp lời, bạn kiểm tra bạn bấm nút test nha các bạn. Tiếp tục các bạn điền username Twitter nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ đường link YouTube, profile link YouTube của tất cả các bạn và thì các bạn mở YouTube mình ra các bạn, nhập vào kênh của bạn nha các bạn. Kênh của bạn nè, các bạn nhấp vào bài và tin cùng các bạn nhấp vào chia sẻ, các bạn sao chép địa chỉ YouTube của mình các bạn. Vì mình lấy đường link profile YouTube trên máy tính của mình nha các bạn. Các bạn chờ một xíu các bạn. Tiếp tục bạn em không lắc nha bạn. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ C10 đến với chocolate nha bạn. Chocolate mới sạch, chocolate mới tắm mát, em tôi cần cho bạn tặng C10 nha bạn. Các bạn lướt xuống các bạn tìm địa chỉ NH nha bạn. Sao chép. Rồi bạn mới đáp lại nha bạn, bạn gửi cho bot nè. Chết bà bấm lộn rồi các bạn. Rồi các bạn dán vào nha các bạn. Bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục các bạn bấm vào balance nha các bạn. Mình đã nhận được 5 top cần nè các bạn. Bạn bấm vào cái form lên dép chia sẻ cho bạn bè và người thân lấy cái top cần các bạn. Withdraw thế kia. Chương trình góp này nó sẽ phân phối vào ngày 28 tháng 3 nha các bạn. Vậy video đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.